Vào quý 1 năm 2016 vừa qua thì hoạt động giao dịch vàng của Trung Quốc tăng trưởng mạnh với tổng lượng vàng giao dịch lên đến 11.300 tấn. Theo số liệu mới công bố hôm 1 tháng 6 của sàn vàng Thượng Hải SGE, tổng kim ngạch giao dịch vàng trong quý 1 của Trung Quốc đạt 3,3 ngàn tỷ nhân dân tệ, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Về khối lượng giao dịch quý 1 vừa qua, Trung Quốc đã mua bán tổng cộng 11.300 tấn vàng, tăng gần 48% so với cùng kỳ. Bất chấp biến động trên các thị trường chứng khoán khắp thế giới và xu hướng giảm nhu cầu đối với kim loại quý, một lượng lớn các nhà đầu tư vẫn đang tìm đến vàng như một tài sản giữ giá tốt. Mà khác, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đang rất quan tâm đến các quỹ giao dịch vàng với thanh khoản đổ vào các quỹ này đang gia tăng. Theo đại diện của sàn vàng Thượng Hải, những chính sách hỗ trợ hoạt động giao dịch vàng và tăng cường hợp tác quốc tế của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, của SGE và Hiệp hội Vàng Trung Quốc đã thúc đẩy hỗ trợ giao dịch vàng tăng tốc.